Hai máy của mình được đều nguyên siêu nguyên kiện nha. Bạn Quyền lại uống cà phê nè. Cái bạn Quyền nói cái máy OS 21 Ultra này nè, chụp hình đẹp. Cái làm thím phải mua một cái nè. Cái vài bữa bắt đền bạn Quyền mới được. Rồi cái lấy cái dao ra, lấy cái dao. Ôi. Muốn đúng cái sạc nhanh của nó. Cái máy này hơi nặng. Cái này hơi nặng. Rồi em lấy là đèn lấy sim. Này gắn sim cho cái máy S21. Gắn là sim 1 cho em. Em để ý nha, hai khe sim nó có nè, sim 1 nè, sim 2 nè. Và cái này á, nếu mà em muốn gắn thêm một cái sim thứ ba thì mình phải làm cái eSIM. Cái eSIM thì em phải đi ra nhà mạng em đăng ký mới được. Mà đâu có xài tới dữ gì hả? Dạ đúng rồi. Có người ta cần á chị. Cũng em cũng thấy ít người xài lắm. Nè ở trên. Cầm ơi, có nặng tay quá. Chơi thích gì em tải đó. Cái này á để em chạy về một tại vì nó không có sẵn với tại sao mấy hôm nay không nói với chị nghe. Em quên. Ngồi đi dạ. em chị tình chứ chị luôn á. Em chị nói rồi, chị nói là qua dịch rồi chị giao, thì bữa nay cũng gần qua dịch rồi. Nó chuẩn bị 14 ngày nữa rồi chị ơi, thì 14 ngày nữa cho nên mới giao đó. Ôi cái này hơi nặng ha. Cái đó thì nó cao cấp nhất hiện tại rồi. Cái màn hình của con đó chênh lệch với con này rất là nhiều nha. Con đó tần số quét màn hình lên tới 50 nanomet lần. Còn con này nhiều người thích thiết kế của nó lắm. Đúng rồi, xài cái Note 10 này thấy thích. Cái dòng Note 20 á thì nó lại thiết kế tương tự như Note 10 mà có camera. Cái Note 20 gan cái Note 10 à, nhưng mà nhìn nó không có, nó không có đẹp bằng. Nó không có gì mới mẻ hết trơn. Cái đó em sạc đỡ của mẹ vài hôm. Giận quá trời giận rồi. Để có gì em chạy xuống lại thêm lần nữa cho. Mà tại hiện giờ nó có cái màn hình nó khác biệt nhau ha. Mà con này là con Ultra màn hình, nó sẽ là màn hình cong. Tần số quét màn hình nó cao hơn nên chị thấy nó sẽ hiển thị đẹp hơn con này luôn. Đúng rồi. Và nhưng mà sao nó nặng ghê vậy ta? À nó đầm pin vậy, nó đầm. Nó không phải là nặng. Bữa tối á, ví dụ mà đêm này mà trăng tròn á, chị dôm 100x là chị dôm lên tới mặt trăng luôn. Là nó phát họa lại cái khung hình mặt trăng luôn. Dạ đúng rồi, mà không phải là nó thật, không phải là hình thiệt nha. Có nghĩa là nó AI á, nó có con AI thông minh đó. Nó sẽ sử dụng, nó sẽ dôm lên tới đó. Với lại á, mình sử dụng nó sẽ có cái bộ nhớ, nó luôn nhớ những cái hành động của mình đó. Thì trong một tuần đầu tiên á mình sử dụng á, mình cứ làm cái gì rồi nó tự luôn nhớ, nó kiểu như là thói thông quen minh, á. Thông minh, đúng rồi, smart. Nó sẽ làm thói quen á. Rồi lâu ngày á nó sẽ là nó nhắc mình. Nó không có nhắc mà là nó tối ưu quá, nó làm cho những cái tác dụng không cần thiết á là không có sử dụng đến, để đỡ hao pin cho điện thoại mình á. Và những cái tác dụng mà mình hay sử dụng nó sẽ hoạt động nhanh hơn, mình vô truy cập vô nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. À, cái này cho em kết nối wifi luôn. Đâu anh?